Kênh bất động sản Phan ở Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại trung tâm thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Hôm nay em có sản phẩm là mặt tiền đường bê tông, cách đường nhựa là 100m nha quý anh chị. Rẽ trái ra đường nhựa đường Nguyễn Trãi nha. Trung tâm thị trấn Long Điền nha quý anh chị. Gần chợ này, gần nhà thờ, gần tất cả các tiệm ánh sáng nha. Hôm nay em có sản phẩm là một lô đất. Đây. Sát cái dách nhà luôn nha quý anh chị. Đây. Ở sát cái nhà đường thông luôn nha quý anh chị. Đường thông đường hướng nào cũng thông hết nha. Đây nè. Từ mấy nhà này qua đây 5m sâu vô 26m. Có 60m thổ cư nha. Quý anh chị nào mà quan tâm lô đất này liên hệ cho em nha. Đường bàn cờ thông tứ hướng ấy luôn nha. Đây ra rẽ trái tầm hơn 100m này. Ra rẽ trái hơn 100m thôi là tới đường đường Trần Hưng Đạo này, đường Nguyễn Trãi này, đường Nguyễn Văn Trỗi này, đường Võ Thị Sáu, nói chung là đường bàn cờ hết nha quý anh chị, gần tất cả các tiện ích luôn nha. Quý anh chị quan tâm cứ liên hệ cho em nha. Sát cái dách nhà này nè, lô đất sát cái nhà luôn nha, ngang 5m, sâu vô là 26m nha quý anh chị, có 60m thổ cư nha. Đây dân cư ở kính hết rồi nha quý anh chị. Quan tâm mình liên hệ cho em nha. Đây. Em quay ra đường này cũng xem nha. Đây được cái là gần trường học, gần chợ nha quý anh chị. Hẻm ô tô, hẻm bê tông 4m đường ô tô vào tới nơi nha quý anh chị. Dân cư đây kính nè quý anh chị. Đây là đường vào đất này. Dân cư ở kính hết rồi nha. Đây làm được nè. Đường thông tứ hướng hết. Lô đất mình là sát cái dách nhà luôn nha, sát cái dách nhà kia. Đi đường này cũng được. Giá em xin nha, em ghim ở phần mô tả nha quý anh chị, tại vì em báo giá ở đây bị vi phạm công đồng á, nên quý anh chị thông cảm nha. Giá em sẽ để dưới phần mô tả nha. Em xin nói là diện tích của mình đây là ngang 5m, sâu vô 26m, có 60m thổ cư vô quý anh chị. Rồi quý anh chị nào quan tâm cứ liên hệ cho em, số điện thoại của em là 0906779152. Em sẽ gửi đầy đủ thông tin cho quý anh chị xem nha. Số điện thoại cũng là số Zalo của em luôn nha quý anh chị. Em gửi đầy đủ thông tin cho quý anh chị tham khảo nha. Đây, đường vào hẻm mình đây nha quý anh chị. Để em quay ra đường nhựa cho quý anh chị xem nha. Đây, hướng nào cũng đi được hết. Đường ô tô vào tới nơi cho quý anh chị. Tầm khoảng 100m thôi là tới rồi. 100m tới đường nhựa rồi. Đây. Đây khu ra đây, khu đây là khu tái định cư rồi nha quý anh chị. Đường nhựa bằng cờ thông tứ hướng hết nha. Ra đây là khu tái định cư rồi. Buôn bán kinh doanh đông đúc luôn. Đường này đang cải tạo, đang sửa chữa lại quý anh chị. Đó. Được chưa? Khu dân cư kính hết rồi quý anh chị. Rồi để em quay cái sổ cho quý anh chị xem nha. Đường này là đường Mạc Thanh Đạm nha quý anh chị. Đây, cái sổ mình đây cho quý anh chị, thửa đất số là 237, tờ bản đồ 81, địa chỉ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, huyện Vũng Tàu. Tổng diện tích là 130,3m2, mình có sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 60 thổ cư, còn lại các năm khác nha quý anh chị. Đây, ngàn năm này, sau 26 có 60 thổ cư ở đây nha, để em, đây nè, ngàn 5m này. Sâu 26m, ở phía sâu 5m luôn nha. Rất đẹp luôn. Rồi quý anh chị nào mà quan tâm là liên hệ cho em nha. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh của anh chị.